trông cái mặt cô này đầy đặn phúc hậu như này ấy, là sau này là phát tướng. Lại còn cả tiền vận nữa. Trông đâu ra đấy nhỉ? Bà chú ấy là... Ôi trời! Xin chào hai vợ chồng. Vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Chào anh chị ạ. À, dạ. Chị ngồi xuống đi, ngồi xuống. Dạ. Bạn chưa ngồi, gớm để cho chị ngắm cái đôi sao. Đứng, đứng thì đứng nhá. Đấy rồi, đẹp đôi lắm, chị nói thật nhá. Là chị ước là có một phần hạnh phúc của cô chú thôi. Là chị cũng sung sướng lắm rồi. Dạ chị. Dạ, anh chị cứ nói thừa. Vợ chồng em thì lúc nào mà chả hạnh phúc. Mà chị không là phải cẩn thận đấy nhá. Ai mà cứ ở gần em là được hạnh phúc sẽ lây sang chị đấy. Ôi, đấy, cho nên là chị bảo mình rồi là mình cứ sống cô đơn đi. Bởi hạnh phúc nó sẽ ập đến bất cứ lúc nào. Ngồi, ngồi, ngồi. À, dạ. Nào, đẹp tôi quá rồi. Tươi tắn quá cơ. Đúng đấy chị ạ. Em thấy cái cặp vợ chồng anh chị chung tình này thật là đáng ngưỡng mộ. Nhiều cặp vợ chồng chứ. Đánh nhau chửi nhau này, bán nhà bán cửa đi cho bồ cho bịch này, chẳng đâu với đâu cả. Công nhận ấy, em thấy đôi vợ chồng này sáng giá lắm. Em nói thật này, cả cuộc đời em làm cái xe ôm đi khắp cả cái đất nước này, nhưng mà chưa bao giờ em thấy được cái cặp vợ chồng nào nó hạnh phúc như cặp vợ chồng của anh chị. Nghe cái tên thôi nó thấy là cái sự hạnh phúc và chung thủy rồi. À, tên lại là chung tình. Ôi mà trời ơi. Chung tình đọc ngược lại là tinh tinh. Tào nào hạnh phúc thế. À thế đây, hai cô chú uống nước gì nhỉ? Dạ vâng, em cảm ơn chị và chú ạ. Quan điểm của em thì đầu đội vợ mà chân thì đạp đất ạ. Như thế mới hạnh phúc ạ. Người ta có câu là đàn ông là đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão. Đấy, đúng, lắm đấy. Đúng, đúng, đúng anh ạ. Em ơi, em phải tìm cả cái thế giới này á. Cũng chả có ai tâm lý như chồng em đâu. Thế nên là cái đôi vợ chồng hạnh phúc nhất khu phố này á, chỉ có mỗi đôi nhà em thôi. Mà nhớ, những cái đôi mà chồng cứ đi cặp bồ cặp bịch rồi trai gái vớ vẩn là không bao giờ á, em dò ngó tới đâu. Chị sao lại đi đuổi lướt ngay. Đấy. Cô chú uống nước gì để chị lấy? À, chị lấy cho em cả một thùng Camilla nhá. Chồng em là chỉ thích mỗi cái loại đấy thôi. Tình thật đấy. Em thích năm nay chị ạ. Vâng. Ôi là cô khéo lắm. Chọn nước ngọt và đặc biệt Camilla. Loại trẻ hả? Loại trẻ chị này. Loại trẻ đúng không? Uống loại trẻ. Ngày nào chả uống. Sinh lực, tinh thần sảng khoái. Đây có cô chú đây. Vâng, em cảm ơn anh chị nhá. Dạ. Cảm ơn anh chị này. Chị tuyệt vời, cũng là số 1 ở khu phố như mày ấy chị nhỉ. Những người xa mới cười. Alo. Ê, không, tiền nong gì, tôi thiếu gì tiền mà vay tiền. Không à. Anh Đồng ạ. À. Anh Đồng Đen ạ. À. Dạ vâng ạ. À. Em đây. Mày tưởng mày trốn được bọn anh á? Anh cho mày 3 ngày mày không mang tiền em cho anh cho đàn em chặt tay mày đấy. Dạ vâng ạ. Anh ơi, anh để cho em thư vài ngày rồi em sẽ thu xếp trả anh ạ. Dạ, trả anh không thiếu một xu nào ạ. Mày nhớ đúng hẹn đấy, bọn tao không đùa đâu. Dạ vâng ạ. Dạ. Ui, tiền bây giờ lấy ở đâu ra nhỉ? Công việc là anh lo hết rồi. Có anh thì em yên tâm rồi. Còn anh hòa lắm nhá. Bye bye vợ nhá. Tạm biệt vợ nhá. Ê Trung. Hùng. Em có đi làm à? Anh đây ở nhà em ạ. Công việc thế nào? Em rủi Hùng cũng bận lắm. Nhưng mà hôm nay không đi làm. Thỉnh thoảng cũng phải cho mình nghỉ ngơi tí chứ nhỉ. Chứ còn suốt ngày đi khách nó cũng mệt. Nếu vậy thì rảnh thì về nhà anh làm cốc bia đã. Ui giời ơi, anh đại gia như thế ai lại uống bia ở nhà? Uống bia ở nhà nó không sang miệng. Bây giờ thế này nhá, anh ra nhà hàng, anh mời em bia. Em sẽ gọi mấy em đào, gái gái vui vẻ tí. Cái món đấy là anh thích lắm đấy. Thế nhưng mà chú phải giữ bí mật cho anh. Anh đâu rồi anh cũng bí bách lắm. Nhưng mà phải giữ bí mật, không vợ anh biết thì chết đấy. Chết làm sao được anh. Em sẽ giữ bí mật cho anh. Em vừa mới quen mấy em 17-18 tuổi. Úi dồi ôi, ngọt lắm. Nếu mà anh có nhu cầu là em điện thoại mời em đi nhỉ. Dạo này trong người thế nào?
Anh lâu rồi anh cũng bí bách lắm. Nhưng đấy, mà chú phải giữ kín cho anh nhá. Không vợ anh biết thì chết. Đương nhiên rồi, phải giữ chú bí mật. Chú hứa nhá. Hứa chứ gì nữa. Giữ bí mật cho anh. Thôi anh em mình đi lên đường nhỉ. Vô. Chú Hùng này. Dạ. Hôm nay anh đến vợ đến bây giờ chưa bao giờ anh được một cuộc vui như thế này. Ừ, em đã nói với đại ca rồi, hôm nay là em phải mời đại ca một bữa thật là tưng bừng. Thấy hai em thế nào? Không nghĩ là chú có hai cô gái lại xinh đẹp như thế này. Em nó chỉ 17 tuổi rưỡi thôi đấy. Em mời anh Trân nha. Em uống riêng với anh một chén. Rồi, cảm ơn em. Em này, em gái. Năm chén nữa nhỉ? Ê, cả nhà mình đồng khởi cái nhá. Quá wow, hai em đây. Em còn anh. Nhờ, ok em. Đây, phải em đây. Rồi, anh. Rồi, bây giờ là cả nhà mình đồng khởi một chén nhá. Ok. Rồi, rượu ngon phải có bạn hiền. Hai em nhiệt tình này nhá. Xong rồi. Hai em giúp anh đưa đại ca về khách sạn. Hai em nhanh lên. Ôi giời ơi, uống có một tí xem mày đã say. Sao giời ơi, ba cái xu xẻo thế mà đã nát gì. Được cái việc gì. Ôi giời. Các em vào việc. Ôi giời, hôm nay làm ăn được cái gì. Mới uống thế mà đã say. Không lôi thôi nữa, giải quyết cho anh. Nhanh lên, cởi áo ra. Cởi dây nhanh lên. Rồi tình cảm vào. Thơm má đi. Đúng rồi, thơm nữa đi. Đúng rồi, tình cảm vào, vuốt ve đi, vuốt ve đi. Đúng rồi, chết rồi. Này, nha, anh bảo này, phải chăm sóc cho đại ca thật là chu đáo rồi nhá. Chẳng may mà gã tỉnh dậy thì em tỏ ra là kêu gào khóc thảm thiết như là gã vừa lấy mất sự tinh trắng của em nha chưa. Em hiểu rồi. Đưa cái má đây. Nhớ nhá. Còn tất cả mọi việc để anh lo. Nhớ nhá, phục vụ á. Nhớ này thì là ăn được cái gì nữa. Thôi mày ngủ đi. Hùng, Hùng, Hùng. Dạ anh. Dạ anh. Cái gì đấy, cái chuyện gì? Uống nước hãn. Nó nhỏ thôi. Ôi kìa, chú đi mà phải nhỏ. Ngồi đây. To lên đi. Qua ngồi đây. Không việc gì mà lại ngồi đây tâm sự. Thế nào, sướng không? Sướng gì, tình hình là chú giết anh rồi chú ạ. Trời ạ, chú giết anh rồi. Em hỏi thật nhá, anh đã ăn em Nga chưa? Anh ăn rồi chú ạ. Ôi trời ơi, được, tuyệt vời. Chúc mừng bác, em Nga là ngọt nước lắm đấy. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng cái gì? Trời ơi, vợ anh biết thì chết chú ạ. Anh yên tâm, em sẽ không để vợ anh biết đâu. Em sẽ giấu kín mọi chuyện nhá. Anh là chỉ có việc là lo chu toàn cho các em đó nhá. Mọi việc em bảo kê hết. Thế bây giờ chú định bao nhiêu, đưa bao nhiêu? Bao nhiêu à? Hai em này thì là không phải là dân chuyên nghiệp, không đi khách bao giờ. Bác cứ lo tươm tất chứ không là nó báo công an cho là toang đấy. Trời, ý chú là định bao nhiêu? Hai em này là 60. Thế thì bác đưa cho mỗi em nó là 30 triệu. Bao nhiêu? Chú đùa anh à, anh làm gì có tiền. Một tháng anh chỉ có 30 triệu mà anh chưa được lĩnh lương. Mà vợ anh biết thì chết. Ơi giời, lúc nào cũng vợ anh biết thì chết. Thế cái lúc anh sung sướng thì ai chết cho anh? Trời, anh buồn cười thật. Bác đại gia lắm tiền nhiều của. Thế mà chơi mấy em gái ngọt như thế mà lại bảo là bây giờ là chết. Thế nhá, nếu mà vụ này bác không thanh toán ấy là bác làm sao em không chịu trách nhiệm. Thôi được rồi, bây giờ chú làm sao chú giúp anh. Không để vợ anh biết thì chết anh. Cứ người nghèo lại làm phúc cho người giàu thế này nhỉ? Ôi, anh xin chú giúp anh vậy. Có số tài khoản không? Anh có đây. Chuyển sang cho em. Đây, ngân hàng này. Đấy. Rồi, đúng tên chưa? Đúng tên rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Chuyển. Trời ơi. Giao dịch đã hoàn thành. Chết anh rồi chú ạ. Đi, làm nào lên. Chết anh rồi. Đi.
quá. Mày còn buồn ngủ lắm rồi vậy. Mình dậy ăn cùng mỗi đi. Quá chẳng đau đầu quá. Dạ. Mỡ gì vậy? Quay rồi. Sao đấy? Mày chẳng mệt quá thôi vậy, cho ngủ tí nhá. Để vợ đau đầu quá. Cái ông này, mèo hôm nay mà lại chơi mỡ à? Hả? Dậy, dậy ngay. Sao vợ? Ông có gì giấu giếm tôi đúng không? Giấu vợ gì đâu. Vợ phải tin chồng chứ. Không, chắc chắn là anh giấu em rồi. Này nhá, tôi nói cho ông biết nhá. Trên đời báo kiếp nhá, ông mà đi mèo mả gà đồng với con đảo ngoài kia như mấy thằng hàng xóm là tôi giết ông ấy nhá, ông ấy chưa. Vợ, vợ phải tin chồng chứ. Đừng bao giờ vợ so sánh chồng với những gã hàng xóm. Đấy chỉ là bồ bịch rau cỏ vớ vẩn thôi. Còn vợ thì khác, vợ là củ nhân trong vợ chồng cơ mà. Yêu vợ quá. Nghe chưa? Tin chồng chứ. Thật không? Thật mà, yêu vợ. Thế thì bây giờ ăn cái củ nhân sâm này đi. Ôi dồi ôi, yêu vợ nha. Ô, Tùng à? Ôi giời, làm tôi tưởng ai? Tôi đang làm gì thế rồi đấy? Em sợ gương tôi. Chị ơi, thì hôm nay là anh không đưa chị đi làm à? Không, đấy, hôm nay tôi phải tự đi làm đây này. Ôi dồi, nắng quá, ra đây. Sao? Hôm nay là em gặp chị, thì em... có cái chuyện là bí mật. Bí mật là... Thôi, suốt ngày lại bảo vợ chồng tôi đẹp đôi gì. Cái gì mà bí mật chả mật. Thế nếu mà chị không tin cái bí mật của em thì em về. Từ, thế nhưng mà đang nói sở câu chuyện cứ đi đi về về thế như nào nói. Chị có muốn nghe em nói không? Có. Không cho em đi về luôn đi. Làm gì mà hay dỗi thế. Rồi nói đi. Đây, tôi nghe đây. Nói nhỏ nhá. Ừ, sao? Anh Trung nhà chị có bồ. Cái gì? Đây. Phủi phui cái mồm của ông ấy nhá. Tôi nói cho ông biết là ông Trung chỉ có mỗi mình tôi thôi đấy. Và cái gia đình tôi là gia đình văn hóa, gia đình yêu thương nhau hết mực mà ông giống nói. Tóm lại chị vẫn không tin gì. Em về thật. Ok. Thế nhưng mà có bồ lại bồ thế nào rồi. Nói cứ dở chừng ra đây làm người ta hồi hộp. Tất cả nó ở trong này hết rồi nhá. Trong này đây. Chị muốn em bật mí cái bí mật này thì chị chuyển cho em 20 triệu. Tiền nong bây giờ không phải là cái vấn đề quan trọng, mà tôi chỉ có biết là có chứng cứ không. Cái vấn đề nào? Quan trọng ấy là tiền phải chuyển sang đây trước thì em mới cho chị xem chứng cứ. Trời ơi, làm cái gì mà chắc cú thế, tôi với cả anh còn cái lạ cái gì nữa. Lạ thì lạ. Nhà ngay trên kia, ông thì trước ngày ở đây. Ê, nào, đọc số tài khoản đi nào. Ê, số tài khoản 1, 3, 4, 5, 7, 9, 2, 4, 8. Đúng rồi. Ngân hàng. Đây, TB Bank. À, đúng rồi nhá. Vâng, tinh này đấy, nhận chưa? Đã có đâu nhỉ? À, đây rồi. Đấy nào. Rồi, cảm ơn chị. Nào đây, chứng cứ đâu, xem nào kìa. Này không có là tôi đòi lại tiền đấy nhá. Chứng cứ anh ngủ với gái đây, đúng chưa? Đúng. Chung cho tôi rồi. Đúng bạn ông Chung không? Trời ơi, sao ông Chung này, ông Chung ơi, cái gì đây? Chị. Em là Hùng chứ phải anh Trung đâu mà đánh đấm thế. Tôi xem nào. Tại sao lại tận mấy con thế này? Ê! Đây! Sao lại xóa vào người ta đi? Tôi không xóa đi để cho cả làng ở tổng này nó biết tôi bị cắm rừng à. Chị yên tâm. Em đã nói với cả hai em kia rồi là yên tâm là tuyệt đối giữ bí mật, không được nói bất kỳ ai. Yên tâm đi. Ôi dồi ôi, thế này tôi chết mất rồi. Nhớ đi nhá. Rồi. Nhớ nhá, đừng có nói cho ai biết không. Rồi. Gia đình văn hóa bao nhiêu năm nay gia đình. Ôi chị cứ ở đây nhá, em xin phép chị em đi đây nhá. Bình tĩnh nhá. Thì mà cứ phải cuốn hết cả lên nhá. Ông Trung ơi, về tôi giết. Trời ơi ông Trung, chạy ngay cho tôi. Rồi ơi, ông đi bồ bình cái gú với mấy con gái trẻ nó đến tận nhà tống tiền tôi đây này. Ông giết tôi đi còn không. Rồi ơi. Chồng xin vợ hôm qua chồng uống bia và chồng không nhớ gì hết. Chồng đã làm gì đâu. Ôi giời ơi, còn nói ông không làm gì à? Ông không khác gì mấy cái thằng hàng xóm này kìa. Chỉ có ai cú thôi. Thế mà ông dám bảo là ông yêu tôi à? Tôi là củ nhân sâm mà, thì củ nhân sâm còn đối xử thế à? Thì đúng rồi vợ. Rau dưa thì người ta ăn hàng ngày. Còn củ nhân sâm như vợ thì một năm chỉ ăn một lần thôi.